Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày ngày Tây á, là ngày 2 ngày ngày 1 tháng 2 nha. Còn ngày ta là ngày 22 tháng 22 tháng 12. Là ngày mai là ngày 23 là ngày đưa ông công ông táo về trời, đi ông công cháu về trời à. Đó, hôm nay bây giờ là đúng là hai mấy bây giờ 3 giờ hả, ngày tưởng còn 22 giờ chứ, đúng 23 giờ, là 11 giờ. Vị trí này là ở Gò Vấp, chỗ mà phía xóm mới á. Sẽ chia sẻ một đoạn đường của những ngày gần Tết, ngày giáp Tết. Ngày mai là ngày đưa ông công ông táo về trời. Đó, tất cả mọi người ha rất là bận rộn. Thường thường mấy ngày gần Tết là người ta bắt đầu bận rộn, người ta lo đủ thứ, gọi là có những người là người ta phải lo về quê, nôn lắm, rất là nôn những ngày cuối Tết này để mà về quê cùng với gia đình đón Tết. Còn những người thì cũng chuẩn bị Tết để mà nó có ấm áp. Đây là đường Thống Nhất, đường Thống Nhất ngay phía trên là gì ta, ngay phía trên là ngã tư đường Thống Nhất, đường Lê Đức Thọ đó, thuộc ngã tư xóm mới. Những ngày mà giáp Tết mới thấy những người mà người ta nôn nóng về quê trong một tâm trạng này kia là làm ăn được, đem tiền về quê để mà ăn Tết thì nó vui. Mà nhiều người cũng có tâm trạng là coi như là không dư dả gì, thiếu thốn, Tết thì thôi cũng về quê đủ thứ, cái gì cũng có. Nhiều người thì Tết tranh thủ ở thành phố để mà làm kiếm thêm chút tiền đồ này kia đó. Khi mà người ta không có tiền hay người ta thiếu thốn này kia thì người ta sẽ làm để có tiền. Người ta cũng không mê gì về quê, không mê gì về với gia đình, mà không có tiền thì cũng không có được vui, bản thân mình cũng không được vui. Mặc dù cha mẹ đồ này kia cũng nói thôi về đi, về có con là vui rồi, nhưng mà bản thân mà không có tiền thì nó cũng không có vui. Đồng tiền nó không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền hoặc ít tiền thì là nó cũng nhiều nhiều điều làm cho người ta mất tự tin. Bây giờ là trên đường Thống Nhất đi thẳng chút nữa là tới đường Nguyễn Văn Lượng, sự quẹo cái đường Nguyễn Văn Lượng coi, còn không thôi mình sẽ điều hướng về nhà luôn. Giờ là 2:11 giờ rồi. Thường nếu hôm nào mà chạy xe thì chạy tới 12 giờ được rồi. Buổi tối thì là nó vắng, chạy nó nhanh hoàn thành một cuốc xe hơn. Còn ban ngày nó kẹt đường nóng như kiểu vậy. Nhưng tùy theo người, khi mình những cái người mà có thể sắp xếp được, nói chung là nó rất là nhiều hoàn cảnh người ta sắp xếp được, người ta chạy giờ nào đó, giờ nào cũng có xe đúng không, giờ nào cũng có xe, giờ nào kêu xe công nghệ cũng có. Nhưng mà đúng là nếu 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 mà sắp xếp được á, mà chạy được buổi tối á thì nó thoải mái hơn. Cứ tối ra khoảng chừng 7-8 giờ gì đó, chạy tới 12 giờ là một ngày làm chạy 5 tiếng không, ngày chạy 5 tiếng cũng được. Đó, Gò Vấp qua đường Nguyễn Văn Lượng này rất là lớn, hồi đó nó nhỏ xíu à, xong làm lại nó rất là lớn.
phía bên phải là hồi đó là nhà máy Z755, nhà máy Z751, bây giờ là thành là khu chung cư dân cư cao cấp. Cuồng cuồng nộ quán tiệm nướng là cuồng nộ quá trời. Có Lotte ở ở đường Nguyễn Như Lượng, có cái Lotte rất là lớn. Ở giờ này là 11 giờ đêm mà nên là đường cũng vắng, đường vắng vẻ. Mình sẽ đi theo cái hướng về nhà luôn, nếu mà có cuốc nào mà nó phù hợp á, thì mình sẽ nhận cuốc đi, không thì mình sẽ về nhà ngủ. Đây là con đường của khu chung cư Cityland, đường rất là rộng. Ồ, mé bên bên trái người ta bán đồ ăn quá trời ha, bán kiểu như ngồi cho nó vui á, bán sinh tố, bán nước rồi này kia. Quẹo bên này là qua đường Phan Nhân Trị luôn. Đó, chia sẻ một đoạn đường vào một những ngày giáp Tết. Ngày mai là ngày đưa ông công ông Táo à. Là còn 7 ngày nữa là sẽ tới Tết cổ truyền Giáp Thìn. Thì giờ này là chắc nay mai gì ở công viên Tao Đàn sẽ tổ chức, sẽ mở cái hội hoa xuân cho người ta đi vui chơi á, nghỉ ngơi chụp hình này kia đó. Còn cái chỗ mà đường Nguyễn Huệ là chắc là đang thi công để làm cái đường hoa đó. Năm nào cũng làm đường hoa để cho người thành phố người ta đi chơi, thưởng lãm, chụp hình. Nhưng mà mình không thích đi đường hoa, đông lắm, rất là đông, không có thích đi. Tết chỉ muốn là nghỉ ngơi thôi, Tết chỉ muốn ước gì có được, có nghĩa là mình có thể là đi một cách thoải mái, không có vướng bận gì hay là không có lo gì, về quê này kia là sướng nhất, hay là ở một cái chỗ nào đó nó yên bình nghỉ dưỡng là được, là thích. Ở đây là đường Phan Nhân Trị nè, đi tới đèn xanh đèn đỏ đó, đèn xanh đèn đỏ là đường Nguyễn Oanh, sẽ quẹo phải vô, quẹo phải đường Nguyễn Oanh chạy thẳng về luôn. Bật radio coi có cái gì không, có nghe gì không. Bây giờ bật
giờ bật nhạc lên là nghe ấy nhiều, nghe nhạc xuân nhiều, thấy chưa? Nghệ sĩ sẽ có những khoảnh khắc và kỷ niệm của riêng mình. Với nhạc sĩ Bảo Trấn, mỗi khi Giáng sinh về, ông lại nhớ thời còn đi học, khi được ngắm cảnh nhà thờ với đèn hoa lung linh, tiếng chuông ngân thánh thót, lạ lùng. Dù là ca khúc buồn về tình yêu, thì những hình ảnh trong ca khúc của ông luôn đẹp và lãng mạn. Tìm em đêm Giáng sinh là một bài hát kể về câu chuyện của một đôi bạn trẻ giữa đường phố đông đúc đèn hoa răng khắp nơi. Từ hai bên đường, họ đã nhìn thấy nhau, rồi không cách nào đến được bên nhau vì ở giữa là dòng người như sóng. Họ cứ đi ở hai bên hàng cây, nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Để có được câu chuyện lãng mạn đó bằng nốt nhạc, nhạc sĩ Bảo Trấn đã ghép chuyện tình của nhiều người, trong đó có cả câu chuyện của chính ông vào dòng chảy tình yêu đó. Hay đã góp thêm vào vườn nhạc xuân một bông hoa riêng lung linh sắc màu. Giai điệu nhanh, vui tươi và lời ca dung dị, nhạc sĩ Y Bảo Trấn đã thổi một làn gió mùa xuân và mùa của những sự bắt đầu, có thể là một tình yêu mới, một tâm đây là cầu cầu vượt ngã sáu Gò Vấp đây. Đó cũng là ý nghĩa được thể hiện trong ca từ. Có cầu vượt này nên ở đây sẽ giải quyết được điểm đen nha. Rất thành công. Những hạt ngọc đường bắt đầu vắng rồi. Trên một tầm xuân trước